Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực địa thi công một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại các mũi thi công dự án đường Tân Phúc Võng Phan qua hai huyện Phù Cử, Ân Thi, đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376 thuộc địa phận các xã Nguyễn Trãi, Tân Phúc, Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị nhà thầu trong việc huy động bố trí máy móc nhân lực để làm việc ngay từ ngày 4 Tết, tinh thần lao động của công nhân, đảm bảo tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Qua lắng nghe kiến nghị của các đơn vị thi công, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các sở ngành chức năng và địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhau để khẩn trương tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tài chính xây dựng khu tái định cư, di rời đường điện bãi rác để nhà thầu có thêm nhiều mặt bằng thi công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết và tặng quà của tỉnh cho công nhân đang làm việc tại các công trình. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa, động viên cán bộ, công nhân tại dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương, các sở ngành liên quan, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc triển khai dự án. Đồng chí nhấn mạnh, dự án đường tỉnh DT379 kéo dài là dự án quan trọng, do đó yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng để nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho dự án, chủ động bố trí tái định cư cho các hộ dành đất cho dự án, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng quà và chúc Tết cán bộ công nhân đang làm việc thi công tại công trình. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường song hành đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường DT385 đoạn Dốc Nghĩa - Lương Tài trên địa bàn huyện Văn Lâm. Tại hiện trường kiểm tra công trình đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Văn Lâm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay các diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Đây cũng là biện pháp hỗ trợ để tạo tâm lý đồng thuận cao hơn đối với các diện tích đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Văn Lâm có giải pháp hỗ trợ thuê nhà cho người dân thuộc diện tái định cư phải có thời gian xây nhà ở mới. Kiểm tra dự án đường DT385 đoạn Dốc Nghĩa - Lương Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng yêu cầu nhà thầu tập trung thi công ngay các diện tích mặt bằng đã được bàn giao, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng chúc mừng năm mới, động viên tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường của hai dự án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có kết luận về việc thành phố Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm hành động xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận sau gần 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045, dù đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, tuy nhiên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội có nguy cơ không đạt kế hoạch, nhất là tỷ lệ GRDP trên người. Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện nghị quyết 21 đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Hưng Yên huy động và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trực tiếp vào các tiêu chí để hoàn thiện mục tiêu là đô thị loại 2. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trở lại làm việc bình thường, lực lượng lao động ổn định hơn so với trước nghỉ Tết. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, một số công ty đã tổ chức sản xuất bình thường trở lại. Trong khi đó, tại nhiều đơn vị, thời gian làm việc trở lại cũng được bố trí linh hoạt nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch sản xuất. So với mọi năm, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, doanh nghiệp không gặp khó khăn vì thiếu hụt lao động. Không khí lao động sôi nổi tại các đơn vị hứa hẹn một năm sản xuất kinh doanh hiệu quả và đạt nhiều thành công. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu trái nhãn đạt hơn 14 triệu đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng gần 2,5 lần so với năm 2022. Đây là loại trái cây có mức tăng trưởng xuất khẩu lớn thứ hai trong năm 2023 sau sầu riêng. Trong đó, Trung Quốc, Australia, Thái Lan và Nhật Bản là những thị trường ưa chuộng trái nhãn Việt nhất.
Đánh giá về tiềm năng của quả nhãn thời gian tới, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trái nhãn Việt nhiều nhất và nếu tận dụng được lợi thế, nâng cao tiêu chuẩn xuất khẩu, quả nhãn của Việt Nam sẽ ngày càng thu hẹp khoảng cách với nhãn Thái tại thị trường tỷ dân này. Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai hội đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã diễn ra tối qua 15 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Lễ hội đền Hai Bà Trưng thường được nhân dân địa phương gọi là lễ hội Hạ Lôi. Hàng năm, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội mở hội chính từ ngày 6 đến ngày 10 tháng Giêng. Đây là ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng, tế cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền cho dân tộc. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc Âm Vang Mê Linh. Đây là chương trình nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh. Chương trình là đêm hội của âm thanh và ánh sáng, câu chuyện lịch sử đã được tạo làn gió mới, cách tiếp cận mới trong nhịp sống đương đại. Huyện Mê Linh kỳ vọng chương trình nghệ thuật này sẽ trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo, tạo điểm nhấn du lịch của địa phương trong dịp đầu xuân. Cả đường sắt và hàng không đều đắt khách. Đây là nội dung báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải tới Văn phòng Chính phủ về tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, có gần 1,3 triệu lượt khách đi máy bay trong 7 ngày Tết, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với đường sắt, đã xuất ra 104 tàu khách thống nhất, 219 tàu khách địa phương, phục vụ gần 205.000 lượt khách, tăng 8,65% so với cùng kỳ. Đánh giá chung về tình hình vận tải 7 ngày Tết, Bộ Giao thông Vận tải cho biết các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cơ bản đáp ứng đủ về phương tiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công an, trong dịp Tết, Công an các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng triển khai cao điểm các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở. Cụ thể, trong dịp Tết, Công an cả nước đã khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc, phát hiện bắt giữ 657 vụ, 697 đối tượng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng tập trung nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, phối hợp thực hiện an sinh xã hội, an dân, hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố, khu công nghiệp để làm việc, sinh sống. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm 15 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ các nhà khoa học nước này đã tiến gần đến cánh cửa tạo ra một loại vaccine ngừa bệnh ung thư và có thể sớm cung cấp cho các bệnh nhân. Phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở thủ đô Moscow, Tổng thống Putin cho biết một loại vaccine ngừa ung thư và thuốc điều hòa hệ miễn dịch sắp được hoàn thành và ông hy vọng những loại dược phẩm này sẽ được phổ biến và áp dụng một cách hiệu quả vào các phương pháp trị liệu trong tương lai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không nói rõ vaccine điều trị cho loại ung thư nào hay cơ chế hoạt động của nó. Một số các quốc gia trên thế giới cũng đang nghiên cứu vaccine ngừa ung thư. Năm ngoái, Anh đã ký một thỏa thuận với hãng dược phẩm BioNTech có trụ sở ở Đức để triển khai các thử nghiệm lâm sàng, cung cấp phương pháp điều trị ung thư được cá nhân hóa nhằm tiếp cận 10.000 bệnh nhân vào cuối năm 2030. Các công ty dược phẩm như Moderna, Merck & Co. cũng đang phát triển các loại vaccine ngừa ung thư. Với chủ đề hướng về cội nguồn văn hóa, lễ hội hóa trang Verizer thường niên năm nay đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng hàng triệu du khách bản địa và nước ngoài đang ở Italy. Lễ hội hóa trang Verizer nhằm tái hiện các giai đoạn lịch sử và nền văn hóa đã mất, là cơ hội để mọi người hóa thân thành người khác, đồng thời cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, vui chơi, nhảy múa và ca ngợi lịch sử cũng như khích lệ tinh thần yêu nước. Trong suốt thời gian lễ hội, cả Verizer dường như sống trong âm nhạc và màu sắc. Khắp các con phố chật kín người mặc những bộ đồ hóa trang sặc sỡ và lộng lẫy theo phong cách dạ hội cổ điển. Mặt nạ là nét đặc trưng của lễ hội và cũng là phụ kiện giúp xóa nhòa khác biệt về đẳng cấp, tuổi tác, ranh giới giàu nghèo và giới tính. Lễ hội Verizer năm nay còn bùng nổ với nhiều chương trình giải trí đặc sắc và hấp dẫn. Đặc biệt, ngoài các sự kiện chính thức, nhiều bữa tiệc riêng và vũ hội hóa trang cũng được tổ chức, mang lại không khí huy hoàng xa xưa. Với tuổi đời hàng thế kỷ, lễ hội Verizer diễn ra vào khoảng tháng 2 hàng năm, bắt đầu vào ngày thứ tư đầu tiên của mùa chay và kết thúc trước lễ Phục sinh.
Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.